Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 1 giờ 45 phút trưa thứ hai. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cộng sản Việt Nam là một cái chư hầu của cái bọn Cộng hòa Nhân dân của nước Tàu. Đó thì cái mô hình của Cộng sản nó làm cái gì nó cũng bắt chước ở bên Tàu đó. Trước đây ở bên Tàu 1 tỷ mấy người, dân số đông, nhưng mà nó người Tàu nó cũng ích kỷ lắm, nó sợ sanh con nhiều đó, rồi người ta giành nhau giành công ăn việc làm, xếp hàng nó cũng dài, nó sợ quá tải. Đó cũng là một cái sự ích kỷ trong một cái xã hội. Xong cái thập niên 90, cái thằng Cộng sản Việt Nam nó cũng lấy cái mô hình của bên Tàu, nó tuyên truyền, nó kêu gọi người dân Việt Nam ở bên đó là, ở bên Việt Nam đó là nên hai vợ chồng đó, nếu mà muốn có hạnh phúc là nên chỉ có một đứa con thôi đó, tối đa là hai đứa con. Nhưng mà trên thực tế là nó cũng muốn bắt chước thằng Tàu thôi. Nói chung á là thằng Tàu nó làm sao là thằng Việt Nam nó phải thực hiện như vậy để làm vừa lòng cho bên phía bên Tàu Cộng. Còn nếu mà Việt Nam mà nó làm không có cái hệ thống Cộng sản Việt Nam mà nó không có làm đúng như bên Tàu, là bên Tàu nó sẽ mời qua nó cho uống trà đá có chất cyanua. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2024, báo chí ở bên Mỹ và báo chí quốc tế mới vừa loan một cái tin, đó là ông Tổng Bí thư và cũng là Chủ tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuần sau sẽ lên đường sang gặp ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Đó thì ở bên Trung Quốc, dân chúng ở bên nước Trung Quốc, người ta dạo gần đây người ta cũng đồn là ông Tập Cận Bình ổng cũng mới bị tai biến. Rồi có một số người người ta đồn ở trong nhân gian ở bên Trung Quốc, trong xã hội, trong dân chúng là nói có thể là ổng sẽ từ chức, tại vì ổng cũng lớn tuổi, bị bệnh rồi gì đó, tai biến rồi gì đó. Nhưng mà cái thông tin đó thì mình không có, mình chỉ có nghe báo chí trên mạng xã hội người ta đồn thôi, chứ mình không có chắc chắn thông tin đó là đúng sự thật. Đó thì các bạn thấy có một cái xã hội nào mà nó tham quyền, tham của, tham chức, tham đủ mọi thứ đó. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời chưa đi mở cửa mã, chưa mới đi mở cửa mã thì đi rồi, nhưng mà chưa có xả tang. Nói theo phong tục tập quán của Việt Nam, chưa xả tang. Thì thôi bây giờ mình tỏ ra mình đừng có tham chức phải không, đợi từ từ đi xả tang đồ cho nó nguội đâu vào đó. Các bạn mới không, rồi mình hả nhận chức, mình lãnh luôn một lúc hai chức, còn thôi mình nhường, mình coi coi. Tại vì sớm hay muộn gì ở trong cái quốc hội bộ nhìn chấp bu của cái đám Biden, nó trước sau gì mình cũng phải nhường một cái chức vụ đó cho người khác. À, thôi vì mình tỏ vẻ, mình giả bộ, mình nói thôi bây giờ tạm thời cái ghế của ổng để trống đi. Cũng giống như trước đây các bạn thấy mà mấy tháng trước mà Do Thái nó ám sát, không phải là Do Thái mà bên nước Iran á, có một cái ông tổng thống á, bay máy bay trục thăng á, rồi bị gớt trục thăng á. Mà cái ông phó, đúng ra cái ông phó ổng lên ổng làm tổng thống liền, mà các bạn thấy người ta đâu có cái vẻ đâu, mà người ta bên Iran người ta diễn kịch, nhưng mà dân chúng là phải bầu đàng hoàng đó các bạn, trong nội bộ phải bầu đồng ý là mới cho cái ông phó của ông tổng thống Iran mới lên thay thế cái ông mà tổng thống Iran mà cái ông bị gớt trục thăng qua đời đó. Tức là mình nhìn vô cái ngôn ngữ cơ thể là người ta không có ra cái tỏ vẻ người ta muốn là nhận lấy trách nhiệm lập tức liền, các bạn biết không? Còn các bạn thấy ông Tô Văn Lâm không? Mình nói với các bạn, rồi Cộng sản là nó giỏi tuyên truyền lắm. Thấy ông Tô Văn Lâm không? Lúc mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất cảnh đi thăm ông Bác Hồ đó, mẹ ông cười tí te tí tét lên nhận chức đứng kế mấy cái ông
tứ trụ cột văn ác và bốn thằng tổng bí thư, tổng thủ tướng đâu vậy đó, bộ này bộ kia vậy đó, mẹ bốn thằng đứng chụp hình đó. Thì báo chí người ta loan tin đó, nhưng mà cộng sản mình coi trên báo chí cộng sản thì nó chưa có dám loan tin. Bà Động Động mà hả, nó hoành tráng lắm, nó lấy tên nào là VN Express, tức là khẩn cấp đồ, báo tin nhanh đồ, mẹ tin của nó tin như rùa bò vậy. Nó đợi trên thế giới người ta biết hết những cái tin tức rồi, nó nhìn nó thấy đâu vào đó. Rồi bây giờ hả, mình cộng sản mình thông tin một chiều, mà bây giờ hả, trên cộng đồng mạng người ta đã loan tin rồi những cái tin tức mà quan trọng. Nó chờ người ta trên mạng người ta thông tin xong rồi nó mới dám thông tin. Ở Việt Nam là nó thông những cái tin tức mà giống như nó không có lính dính líu về chính trị, đảng phái đồ, nội bộ của nó đấu đá lẫn nhau á, thì nó chờ cho bên bộ trung ương nó duyệt. Còn mà những cái tin đó mà bình thường xã hội đồ, phim ảnh đồ, tài tử Hàn Quốc á, thì nó thoải mái nó đưa lên rồi. Chiến sự Iran đồ này nọ thì nó đưa nhanh lắm, mà tới nó đưa tin của bên Nga Xô á, là nó phải chờ ở trên bộ chính trị phải duyệt đàng hoàng. Ở bên Việt Nam á các bạn, nó có một cái tờ báo của Nga đó mà nó viết hoàn toàn 100% tiếng Việt Nam, nhưng mà tờ báo của Nga đó nó thông tin đó. Xong rồi cái mấy báo Việt Nam, báo chí của cộng sản Việt Nam á, nó lấy những từ cái thông tin của cái tờ báo đó, nó viết bằng tiếng Việt nhưng mà báo đó là báo của Nga đó. Từng vừa rồi á, ông tổng bí thư chủ tịch là các ông Tô Văn Lâm á, điện qua đàm điện ban giao làm ăn với ông Putin mới cách nay một tuần. Nó không biết, chả biết cái đám cộng sản của nó nói nhau áp phe làm ăn cái chuyện gì đó mình chả biết. Tuần này bắt đầu bay qua bên Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để uống trà. Về bển mà phải chư hầu, phải làm việc cho nó, phải dạ dạ giống như là quan mà đi lên gặp triều đình vậy đó. Chứ lơ mơ hạ là nó mời một cốc trà đá có chắc trà sữa trái cây trộn với lại sữa bột cyanua, uống vô là đi về Việt Nam, là đi theo ông đoàn tụ theo ông Nguyễn Bá Thanh luôn. Cho nên mấy cái người dư luận viên á, với mấy một số ngu kiều với một số Việt kiều á, ông bà mình từ xưa giờ có dạy, nếu mà trước khi mình phát biểu cái điều gì đó là mình phải suy nghĩ ít nhất là phải 7-8 lần 8-9 lần. Mà cái bọn ngu kiều mẹ tối ngày nó chả có suy nghĩ những cái điều nó phát biểu. Động động cái bắt đầu hả, để tôi đi, để khi nào tôi già tôi đi về hưu về Việt Nam. Mẹ đi về hưu về Việt Nam, già sanh tật bệnh lão, bệnh lên ở Việt Nam mình nói tới nói lui hoài à. Thuốc men đâu mà uống, bác sĩ giỏi đâu mà ở Việt Nam. Xe cứu thương ambulance bác sĩ giỏi nó đâu có, đường xá nó chạy tới nó kẹt xe. Mà em thấy tăng xi nhất sao nó kẹt xe con người ta lết không nổi nữa. Xe cứu thương nào mà nó chạy kịp thời tới nó cứu cấp. Rồi ở nhà chung cư ở Việt Nam cũng vậy nữa. Nó chạy lên một cái hả, nó chờ các bạn thấy không, chặng nào cũng vậy. Cách dài hôm cái đó là đường cao tốc đông liên hoàn, tông liên hoàn, cách dài tháng là có một cái xưởng gỗ nó bị cháy. Mai mốt rồi mấy cái khu chung cư mà cao tầng ở bên Việt Nam nó bị kẹt cầu thang rồi nó bị cháy đó, rồi coi cứu hỏa Việt Nam có tới cứu không. Mẹ cái chặn cháy nào ha, gia đình cũng 4 người đi bắn muối. Cái quán karaoke với Bình Dương á, 30 mấy người cũng đi đoàn tụ ông bà luôn. Rồi cái nhà gì ở Hà Nội, khu chung cư mini vậy đó, 30 mấy người cũng đi gặp Bác Hồ Chí Minh với lại đoàn tụ với lại ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn. Các bạn biết không, mà tụi ngu kiều với cái tụi này á, nó không có cái, nó có cái óc mà nó không có cái não suy nghĩ. Động động á, là nó so sánh, nó chỉ có nghĩ là mình ở Việt Nam mình cũng ở trong nhà che mưa che nắng, mình ăn ngày 3 bữa có quần áo mới đồ mặc, mà nó không có nghĩ tới cái chuyện mà ăn một cái tô phở nó giá nó rẻ nhưng mà thịt thà nó từ đâu, rau cải nó có chất khoa học, có rau cải của nó có chắc phân ô rê, có thuốc gầy đồ không, trừ sâu đồ không, thuốc trừ sâu không? Nó không nghĩ ra đó, nó giả đò nó điên điên. Cách vài tháng là ở Việt Nam có người ta ăn bánh mì, cách vài tháng có một vụ ăn bánh mì ngộ độc lúc hạ gần 50 người, 40 mấy người
À, mà mấy thằng Ngu Kiều với mấy thằng Hồ Kiều nó không bao giờ nó nói đó, nó lấy cái đó ra nó so sánh. Mẹ nó so sánh nào là ở Việt Nam bây giờ hả, khai trương đường tàu sắt Nhổn Ga Hà Nội đâu có thua gì Thái Lan, đâu có thua. Mấy cái đó đâu có thua, nhưng mà về cái đồng lương Việt Nam là mày thua người ta, là thua cái chắc rồi con. Mẹ ngu mà ở đó mà cho người ta nói trên đầu mà nói tới nó lui hoài, mà tài khôn mà mình là người ta đã đặt cho mình cái từ ngu kiều với khùng kiều, mà mình không có đi vô mà mình gọi cái nhìn vô cái bản mặt của mình, vô bathroom mà nhìn vô cái kiến coi coi cái não của mình, cái IQ của mình nó đứng ở cái số mấy. Các bạn biết không? Mẹ sống ở dưới đã nói là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã nói là Cộng sản Mác Lênin rồi, nó đâu phải là một cái nước tự do đâu. Mà ở đó mà order, mà bình luận, mà chia sẻ, mà tối ngày mẹ dư luận viên lên nó đồng lương á, đồng lương nó không có bao giờ mà có nghe cái thằng khùng kiều với cái thằng hồ kiều, thằng dư luận viên nào mà nói đồng lương ở Việt Nam thua người ta không, có bao giờ nó nói không, có bao giờ nó đem bác sĩ giỏi ra này nọ không, những cái tài cái đức của Việt Nam ra nó so sánh không. Mẹ toàn là so sánh cái áo, cái quần, miếng ăn. Coi nè, tao Việt Nam nè, tao ăn bún chả Hà Nội nè. Còn mày ở bên Boston mày đâu có bún chả Hà Nội đâu mày ăn. Mẹ cái miếng ăn là cái miếng tồi tàn, tối ngày đem ra cứ so sánh tới lui, quần áo mới, quần áo đẹp. À mình là cả đời ở bên Mỹ nè, cái áo mình đang mặc là 2 đồng 50 sen. The Goodwill bán 4 đồng 99 một tuần á, mỗi một tuần á là nó sale 50%, mỗi một tuần đều đặn luôn, mình lựa đúng cái màu áo này mình mua 2 đồng 50 sen nè. Đó, ai khi dễ đi nói mày ở ở bên Mỹ mày đi lụm rác, mày mặc đồ cũ, đồ second hand nào đi. À, ở Việt Nam đi hết nước Việt Nam kiếm một cái áo 2 đồng rưỡi second hand hiệu Guess mua có không? Đi hết nước Việt Nam đi rồi hả nói. Rồi đặt đừng ở đó rồi đặt mà nói cho mình khen đồ lên cho mình nữa hả? Làm như là qua bên Mỹ đồ á hả? Tệ lắm. Tưởng gì mày đi qua bên Mỹ mặc mặc áo cũ, mặc áo Sida, hàng Sida, đồ cái thằng lụm gác đồ. Mày chẳng qua mày nói cái kiểu như mày nói giọng hách, mày nói kiểu như giận lẫy, giống như thay vì người ai mà người ta phê bình mình cái gì, người ta muốn giúp đỡ mình xây dựng mình đi, phê bình xây dựng đi. À, mình không biết cảm ơn, mình nói với người ta tôn trọng những cái lời mà người ta chia sẻ, người người ta khuyên mình, giận lẫy lên kệ nó. À, mấy thằng dư luận viên nó động động mình nói chuyện với nó, kệ nó. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Sống ở bên Việt Nam á, cái đồng lương á nó thấp, mà cái môi trường bây giờ mình nói cụ thể như vậy đi nè, hiện bây giờ mình đang ngồi ngay cái chỗ này là cái công viên công cộng gần gần ở nhà của mình. Trước mặt mình nó có 2 cái toilet nhựa, sân tennis đồ tùm lum tùm la hết, sân bóng gỗ đồ miễn phí hết, bàn ghế đồ cây cảnh đồ hết, mà khắp trên toàn nước Mỹ luôn. Đó, cái giá ở Mỹ mình là nó ở cái chỗ đó, mà nhiệt độ hiện bây giờ là khoảng chừng 80 độ F, 20 27 độ C. Còn ở Việt Nam á, hiện bây giờ đó ở Hà Nội là ngày hôm nay là khoảng chừng 30 mấy độ C, gần 40 độ C, nó nóng mà như cái lò lửa luôn. Các bạn biết không, nước Mỹ á, là người ta có 50 tiểu bang đó, mình không thích sống tiểu bang này thời tiết lạnh thì mình dọn về cái tiểu bang thời tiết nắng ấm, mình không thích thời tiết nắng ấm mình đi dọn về tiểu bang Hawaii, Hawaii nó có biển. Các bạn, mình có đủ cái option, mình có cái lựa chọn. À, mấy thằng dư lượng à, mấy thằng ngu kiều với mấy thằng hồ kiều nó chỉ cái nghĩ là đi về Việt Nam là mua cái nhà giá rẻ đó thôi, nó không nghĩ là giống như bệnh lên rồi xe cứu hỏa làm sao, có bác sĩ giỏi nhưng mà nó lại không có thuốc men làm sao, đi đứng làm sao, phương tiện mà mình đi gặp bác sĩ đâu này nọ làm sao,
già lên ở Việt Nam không có tiền hưu rồi mình không có con cái nuôi mình rồi sao? Lấy tiền đâu ra mình sống? Cái văn hóa bên Việt Nam, cái chính phủ bên Việt Nam nó không có giúp cho người dân. À, lâu lâu thì nó làm chính trị á, nó quyên góp vài triệu, 4-5 triệu đồng vậy đó, bắt đầu nó đăng báo lên. Mẹ 100 triệu mấy dân người ta nghèo khổ chết bà luôn, không có nhà, không có miếng đất ở dưới những cái ghe. Nếu mà Cộng sản Việt Nam nó thương người ta như vậy, bây giờ nó kêu mấy người đó mà chứng thật sự chứng minh là hộ nghèo đi, tới cho người ta nhà xã hội đi, đừng có ở dưới ghe nữa. Nó tạo công ăn việc làm, giới thiệu cho người ta tới một cái địa điểm nào buôn bán, biết làm cái gì đó làm cái đó, hay là giới thiệu người ta đi tới cơ quan xí nghiệp hãng xưởng ở Bình Dương đó làm, mà làm là phải có lương cao nha. Mẹ nó không, dân của nó đói mà nó không lo, nó đi qua bên Lào nó thực tập, giả bộ đi qua bên Lào làm như có một chuyến đi chính trị vậy đó. Chủ tịch Tô Văn Lâm cách nay 1 tháng đi qua bên Lào, đem 20 chiếc xe ô tô điện VinFast qua tặng cho nhân dân chính phủ Lào. Sao ông chủ tịch Tô Văn Lâm không đi xuống Cà Mau hay là đi tới những cái vùng nghèo xa xôi hẻo lánh Việt Nam đó, tặng cho 20 hộ nghèo, cận nghèo 20 cái chiếc xe ô tô điện đi. Dân mình sao mình không tặng? Mẹ tối ngày cứ nghĩ cách hả, moi tiền người dân của mình không à. Có năm học nào mà ít tuần nữa nè, nhập học nè, năm học sắp tới nè, có bớt tiền học hay có cho người ta trả góp không? Có thật sự thương con em cháu cho mình không? Nói bây giờ ai có hoàn cảnh nghèo không có tiền đừng có lo, tới trường học đi rồi từ từ tính. Còn ai mà hộ cận nghèo nữa mà đường cùng tay trắng á, đi tới một cái cơ quan nào á, rồi người ta chi cái ngân khách ngân sách ra người ta hỗ trợ cho cái gia đình đó. Mà những cái chuyện mà người dân ở trong nước người ta cần, chuyện nhỏ vậy thôi mà cho người ta có hạnh phúc mà không lo được, mà tối ngày mày viết báo lên trời mây nói cho dữ lên, mẹ đưa cái đoàn Olympic đi qua bên bên Pháp á, đi làm cảnh cho người ta giống như đi du lịch đi chơi vậy, tham gia lên xài tiền ngân sách. Thi cái gì mà thi mẹ, ba cái SEA Games, ba cái trò SEA Games là cái gì? Ba cái trò mà SEA Games á cũng giống như mà đưa 10 cái thằng mà không biết chạy thể tập thể dục thể thao chạy đua, mà đưa ra 10 thằng không biết chạy rồi bắt đầu mình là thằng chạy đỡ đỡ rồi mình có huy chương SEA Games. SEA Games là tự tụi mày, cái khu Đông Nam Á khu vực của mày tổ chức nhau chứ thế giới nào mà công bằng công nhận. Nội mà mày tuổi thục bi da ba thục bi da không mà mày đã ăn gian ăn lặn, thế giới người ta cấm mà hội hiệp tới thế giới quýnh bi da người ta là người ta đã cấm rồi, nói gì mày đi tới mà đòi lãnh huy chương vàng huy chương bạc ở Olympic, nói chuyện mắc ỉa mấy thằng cộng sản Việt Nam. Mẹ thì viết báo mẹ nó lên nói bây giờ thôi tình hình kinh tế của Việt Nam của mình không có tiến triển nổi, nền giáo dục của Việt Nam của mình yếu kém, mình nói ra như vậy để mình lấy cái điểm yếu của mình cố gắng lên, mình tìm cách mình giải pháp, mình giải đáp. Còn bây giờ mày nói với Việt Nam mày đăng báo mày nói cái gì mày cũng number one hết, ở number one thôi cần nhân tài làm chi, nền giáo dục của mày number one quá, ăn trộm ăn cướp đầy đường đó. Mà giống như nhiều lần mình chia sẻ với các bạn á, sống trong cái xã hội Việt Nam á, mình không có trách những cái người mà người ta trộm ăn cắp, tại vì trong cái thời bao cấp mình cũng là cái người đi ăn trộm vuông người ta, đi ăn cắp cá người ta, đi xuống gãy đào phai lang mình ăn cắp của người ta để mình tồn tại, mình hiểu được cái cảm giác của cái người mà người ta vô bằng cùng. Bây giờ đi làm quản lý ở trong một cái hãng điện tử cơ sở nào đó, một cái chỗ nào đó ở Việt Nam, bán máy lạnh tủ lạnh gì đó, mà 1 tháng lương có 10 triệu mà không có đủ sống, vật giá đồ mọi thứ nó cao quá. Nhìn ở trong xóm mai cũng có gia đình Việt Kiều chạy mánh, cũng có chồng Đài Loan chồng Hàn Quốc đồ, cuộc sống người ta thoải mái xây nhà tường, mình không có thân nhân nước ngoài, mình nghèo quá mình không có thua người ta, mình không có bằng người ta. Tuổi quá bây giờ mình đang làm ở trong cái công việc này nè, mình tìm cách mình ăn cắp mà tẩu tài sản ở trong cơ quan ở chỗ mình làm buôn bán hàng điện tử đó, bình thường thôi, xã hội đó bình thường thôi.
Còn mà mấy cái hệ thống mạng hối lộ, thầy cô giáo dạy, giáo viên ở Việt Nam dạy đâu có tiền, đâu có đủ tiền sống đâu, đâu có đủ tiền mua nhà chung cư biệt thự ở đâu, thì phải đành ăn hối lộ thôi. Nó làm hải quan cũng vậy đó, lương tháng nó mày đâu có trả tao bao nhiêu. Cho nên nó là ở Việt Nam á, nó đốt lò, bây giờ nó đốt cách mấy đi nữa, nó đốt cái thằng này rồi nó đốt, mà nó cũng diễn kịch thôi. Các bạn cứ nghĩ đi, ở Việt Nam người dân thường á, người ta ăn trộm ăn cắp á, làm việc ở trong hãng xưởng xí nghiệp á, lỡ mà ăn trộm mà tổng trị giá khoảng chừng độ 4 tỷ Việt Nam đồng đi, mẹ nó xử người ta à, 15, 16, 17, 18 năm tù. Còn đảng Cộng sản của nó ăn hối lộ hả, bạc triệu đô la. Người ta, người dân thường ăn hối lộ, không phải là ăn hối lộ, chỉ có ăn cắp tài sản ở trong cơ quan xí nghiệp trị giá 4 tỷ Việt Nam đồng, 4 tỷ Việt Nam đồng mà nó nhốt người ta hả gần cả đời người, 15, 16 năm tù. Còn đảng viên của nó ăn hối lộ hả, bạc triệu đô la, tối đa là 7 năm tù. Tối đa là 7 năm tù mà nó ăn hối lộ bạc triệu đô la. Các bạn nghĩ thử coi. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Đó thì báo chí người ta đăng ở Việt Nam đó, ngày mai chắc mình nghĩ cái kênh của mình lên rồi nó bó bụng thôi. Nó phải đăng, nó phải thông tin thôi. Thế giới người ta biết, mấy người Việt kiều người ta biết hết rồi. Tuần sau là Chủ tịch với lại Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi qua uống trà đá với lại ông Tập Cận Bình. Còn cái tin mà ông Tập Cận Bình mà ông bị tai biến này nọ đồ, sắp từ chức từ nhiệm gì, mình ở trên mạng đồn dữ lắm, ở bên Trung Quốc á. Mà cộng người dân ở Trung Quốc á các bạn, người ta sống với chế độ Trung Quốc á, luật lệ nó cấm người ta như vậy chứ không cho coi YouTube, Facebook á. Người dân Trung Quốc người ta cũng có cách đó nè, vượt tường lửa đó, xài xài cái ứng dụng mà VPN đó, vượt tường lửa đó. Nó mình coi mà mấy cái kênh của mấy cái người Trung Quốc mà người ta làm YouTube đó. Còn một số người, các bạn biết người Trung Quốc đó, các bạn biết làm sao không? Người ta không có thích luật lệ. Người ta à, mình coi YouTube mấy người Trung Quốc đó, giàu lắm, làm ăn giàu lắm. Người ta không thích cái luật lệ của Trung Quốc đó, các bạn biết người ta làm sao không? Người ta đi qua bên mấy cái nước châu Phi á, người ta lập nghiệp, người ta sống ở bển. À, thì khi mà các bạn mà là người Trung Quốc mà đi qua bên những cái nước châu Âu, nước này nước kia, thì các bạn có thể các bạn xài được những cái thứ mà Facebook đồ, YouTube đồ, mà những cái mà ứng dụng mà bên 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 Trung Quốc nó cấm. Trung Quốc á, nó chơi hèn lắm. À, nó à, nhân viên của nó làm trong cơ quan xí nghiệp ở bên Trung Quốc á, nó cấm xài điện thoại iPhone. À, rồi á, nó cấm những cái bảng á, chỗ bưu điện đồ này nọ vậy. Nó không, nó nói là cái chỗ này á, không có cho mấy cái người Trung Quốc mà làm chủ xe Tesla đậu, là do Tesla nó có định vị, nó có máy camera đồ, nó thâu an ninh. Mẹ cái bưu điện của mày, cái quỹ ban của mày, nó đâu phải là cái chỗ quân sự bí mật gì đâu mà chiến tranh mà mày sợ nguy hiểm. Các bạn biết không, nó coi người dân của nó mà dân trí thấp đến nỗi cái cơ quan mà hành chánh không mà có cái gì đâu mà phải sợ, mà Tesla nó tình báo, mà người ta sản xuất xe Tesla ở bên Trung Quốc, người ta bán cho người dân Trung Quốc mắc mớ gì mà tại nó kiếm chuyện. Các bạn biết không, cái bắt đầu người dân Trung Quốc người ta thấy phiền hà quá, nói bây giờ nếu mà mình sở hữu xe Tesla thì mình không có được ưu tiên đậu. Nó không cho mình đậu gần mấy cái chợ búa đồ, mấy cái cơ quan của nó, mấy cái chỗ bưu điện của nó bên Trung Quốc á, người ta nản. À, cái bắt đầu cái nó loan báo lên, nó nói là xe BYD, xe hãng Win Wuling của nó đồ, điện xe ô tô điện Wuling của nó, xe BYD đồ bán số 1 Trung Quốc, còn Tesla là số 2, điện thoại iPhone là bán thua điện thoại Huawei. Mẹ nó chơi lực mà nó chơi ép mà. Thì đó các bạn thấy không, nói đi nói lại rồi cũng trở về thằng Cộng sản, nó cũng bắt chước thằng Trung Quốc y chang à. Bây giờ có một số cơ quan ở bên Việt Nam á, đó nó treo cái bảng á là chỗ này á, là chỉ có dành cho xe xe ô tô điện VinFast đậu thôi.
Còn ai mà không chạy xe ô tô điện VinFast đó, tức là không có yêu yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mẹ yêu đảng, nó yêu cái túi tiền thì nói mẹ đi bà, đặt diễn cớ ra chơi trò hèn, cũng giống như Putin vậy đó. Bây giờ mẹ quân đội của Ukraine nó quýnh vô lãnh thổ, nó xâm nhập vô rồi ngồi đó đau đớn cay cú, biết được cái cảm giác tấn công người ta đó. Ngày hôm nay ngày 12 tháng 8 nè, lúc sáng đài CNN nó thông tin đó, chiếu cho dân Mỹ đó, coi đó. Ông Putin đó, nó họp với mấy thằng tướng lãnh của nó đó, nó nói là hả, quân đội của Ukraine dám gan mà xâm nhập lãnh thổ của nó hả, chờ đi, nó sẽ dạy cho một bài học đó. Rồi nó chửi nó là gia Ukraine là làm tay sai cho cái bọn đế quốc đồ này nọ đồ. Các bạn biết không, thời buổi này đất quốc gia của tôi độc lập, tôi muốn chơi với ai tôi chơi, không có cái chuyện mà tay sai ở trong đó. Còn á, thằng Cộng sản Việt Nam á, nó là ngoại lệ. Tại vì lương ở bên Việt Nam á, là đồng lương người ta đâu có bao nhiêu đâu, mà người ta làm gia công, mà làm gia công sản phẩm cho thằng Trung Quốc không à. Trừ khi nào mà các bạn thấy á, mà cái sản phẩm của Việt Nam của mình làm chủ mà bán ra nước ngoài mà làm giàu cho không phải là cho mấy cái người mà làm chủ thương hiệu ở Việt Nam, mà nó có làm giàu cho người dân không? Cụ thể là các bạn nhìn ở bên Nhật Bản với Nam Hàn đi. Nam Hàn người ta có Samsung. Samsung á, nó là một cái tên chính thôi, nhưng mà Samsung là công ty mẹ thôi, chứ nó có hàng vạn hàng ngàn công ty con á. Ai mà sống ở bên Hàn Quốc là mình nói người ta hiểu à. Samsung á, nó là chỉ là một cái tên mẹ thôi. Bên cái ngành giải trí mà các bạn mà xem phim của Trấn Thành hay là phim mà của Hàn Quốc á, các bạn thấy mà nhà sản xuất mà phim vô phim mà nó chạy chữ CJC không? Đó CJC á. Đó là của cũng là công ty con của Samsung luôn á. Rồi cái hãng mà điện tử mà bán máy móc, máy giặt, tủ lạnh, đồ tivi, đồ máy, đồ hiệu LG đó. Đó LG cũng là của Samsung luôn. Samsung là nó có hàng vạn công ty con vậy đó. Nhưng mà người dân của người ta đem cái đồng lương, người ta có thương hiệu, người ta đem cái đồng lương của người ta về. Các bạn hiểu ý mình nói không? Tức là thằng Samsung nó có cái thương hiệu. Nó đi qua Việt Nam nó dụ dỗ mấy thằng cộng sản Việt Nam nó ngu quá, cho nó đắt, cho nó lợi dụng chỗ làm ăn, cho nó dùng người Việt Nam của mình lao động giá rẻ, nó đem cái sản phẩm Samsung nó đi bán trên toàn thế giới, gia công tại Việt Nam, mà nó đem cái đồng lương á về cho người dân của mình thì nó đem đồng lương người dân Việt Nam á là đồng lương rẻ, nhưng mà nó đem cái đồng lương về cho bên mấy cái người mà làm việc ở bên Nam Hàn, cho cái những cái công ty mẹ của Samsung á, là lương của người ta là lương cao. Các bạn biết không? Trừ khi nào mà thằng cộng sản á, mà nó sản xuất đồ của nó mà gia công hay cái này cái kia. Mà cái câu hỏi đặt ra, tại sao Thái Lan, Campuchia, đồ Lào, đồ Miến Điện, đồ nhiều quốc gia gần ở Việt Nam, người ta không có đi vô cái chiều hướng mà kêu gọi đầu tư vô để làm gia công? Các bạn biết không, bây giờ mình thấy cái thằng Thái Lan nó làm cái ngành du lịch của nó phát triển cái ngành du lịch của nó. Dân người ta vô người ta xài tiền ăn uống vỉa hè đồ, mấy cái người buôn bán sỉ bán lẻ đồ, hướng dẫn viên du lịch đồ, dịch vụ đồ, người ta có tiền mua xe mua cộ. Dân Thái Lan người ta đâu có gia công. Các bạn mà đi ra những cái shopping mà ở trên những cái nước tư bản, mà các bạn tới những cái shopping mall mà các bạn vạch ra những cái thương hiệu mà made in Thái Lan coi, hiếm lắm, ít lắm. Trừ ra những cái sản phẩm như là những cái sản phẩm mà thương hiệu mà uy tín, mà camera đồ này nọ, iPhone đồ đó, đồ phụ tùng, tù do tà đó thì người ta chọn ở Thái Lan, sản xuất ở Thái Lan nó chất lượng, các bạn phải không? Còn mà về mà gia công giá rẻ bên Thái Lan nó không có làm. Campuchia nó còn chê, nó nói gì à? Ai mẹ mấy thằng cộng sản có tài có đức gì đâu mà bày đặt, tối ngày mẹ viết báo đồ làm cho gùm gỗ đồ lên,
nó cho đã đưa lên mây, mày đi qua bên Olympic giống như đi chơi làm cảnh cho người ta đi du lịch, chả có được lấy được một cái giải nào. Ngành thể thao của Việt Nam mày kinh tế nghèo, nước quốc gia nghèo, lương của đầu người có 10 triệu, ngồi đó mà nói mấy thằng ngu kiều tối ngày so sánh à, ở bên Mỹ cũng giống như ở Việt Nam vậy 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 thôi, làm sao giống được. Mẹ, lương của người dân Mỹ người ta mà làm mỗi một năm 50.000 đô la trung bình, lương của người Việt Nam một năm có 5-6.000 đô la, so với người ta mấy chục ngàn đồng đô la. Người Mỹ người ta ai cũng có xe ô tô ngồi đó, nghèo giàu gì, công viên người ta khắp mọi nơi. Còn mà ở dưới miền Tây á, ở dưới miền Tây á, Việt kiều á, về định cư dài hạn dưới miền Tây á, 365 ngày là ngày nào nó quanh năm nó cũng nắng ngột ngạt á. Ban ngày người ta đâu có đi ra đường đâu, thì tức là cả đời của người ta đã mất biết bao nhiêu thời gian ở trong căn nhà. Việt kiều á, nó quen khí hậu tốt ở bên ngoài á, nó về Việt Nam nó cố thủ ở trong nhà không à, nóng quá không có ra đường, chờ chiều mát xuống nó mới đi ra thôi, trời tối thôi. Ban ngày đâu có ra đường, nóng quá đâu có ra đường, mất biết bao nhiêu thời gian ở Việt Nam. Nóng như cái lò lửa, đâu có ai, Việt kiều đâu có ai ra đường đâu. Mất biết bao nhiêu thời gian ở Việt Nam. Rồi bắt đầu cái muốn dắt con cháu mà đi ra cái công viên gần ở nhà ở đâu đó vài tỉnh miền Tây. Đó là lý do tại sao mà động động cái bắt đầu vô lễ đâu này nọ, là con người ta quá tải ở biển Vũng Tàu. Chính tỉnh miền Tây người ta không có chỗ đi à, thì ai cũng phải ủng cả nước người ta quy tụ về cái chỗ đó, phải không à, nguyên một cái miền Nam vậy đó. Hàng năm chỉ có đường Nguyễn Huệ thôi à, qua Nguyễn Huệ đó, thì dân chúng khắp mọi nơi bốn phương người ta đổ về đó thì nó quá tải. Đó thì trưa thứ hai ngồi uống trà đá, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Bây giờ mình phải trở lại ca làm. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Đầu tiên xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều may mắn và mạnh khỏe. Chào tạm biệt.